Em bị gì em? Ừ, không biết sao mà đau bụng quá trời, em biết nữa. Anh vô anh làm giùm em ly trà đường ơi, lẹ lẹ đi, đau bụng quá à. Nè. Trời ơi trời, tôi kêu ông pha trà đường cho tôi, ông bỏ trà với đường vô làm chi vậy? Trời ơi, xe không nói rõ để anh biết. Thôi để anh vô anh làm lại. Lẹ lẹ giùm cái. Trời ơi, làm gì lâu dữ vậy trời, xong chưa anh, lâu dữ vậy? Trời ơi, từ từ em hối hoài anh làm không có được gì hết trơn nè. Anh làm gì vậy chồng vậy? Anh lựa đường với trà ra rồi mới pha được. Trời trời, ai dạy anh vậy trời? Nghĩ sao đó, tôi lấy anh không biết nữa. Anh. Ừ? Anh còn nhớ rồi đó, em nhắn tin tỏ tình anh hoài mà anh không chịu không? Nhớ sao không nhớ trời. Trời ơi trời, mà công nhận em dai như con đĩa luôn á nha. Tỏ tình ta hoài, ta không chịu thôi đi. Nhắn tin ngày nào cũng nhắn tin chứ biết anh ngại luôn á. Anh còn nhớ rồi đó, anh đi học bị người ta đánh quá trời không? Nhớ luôn. Trời ơi trời, mười mấy thằng nó ngược nó đánh của mình anh nè. Chưa kịp hỏi chuyện gì nữa là mở mắt ra thấy nằm trong bệnh viện rồi. Hồi đó đi học trên Sài Gòn có mình anh nè, mà không nhờ có em nuôi anh trong bệnh viện cả tháng trời. Anh không biết làm sao luôn. Thì bởi vậy anh mới cưới em luôn chứ gì. Cưới sao không? Cưới liền. Trời ơi, con vợ tốt vậy khó kiếm lắm chứ không phải giỡn đâu nha. Bữa nay vui em sẵn em kể nghe chuyện này, từ đó giờ em chưa kể ai nghe luôn đó nghe. Đù, bí hiểm dữ trời. Đâu, đang vui kể nghe thử coi coi vui không? Thiệt ra là hồi đó em là người mướn mười mấy thằng đám quýnh anh đó. Làm gì ngoài lòng dưới vậy trời? Ủa? Em làm gì em đứng ngoài cổng có mấy tiếng đồng hồ với em? À, em nói chuyện với chị Tư. Trời ơi trời, nói chuyện gì mấy tiếng đồng hồ như vậy? Rồi sao em không kêu bả vô nhà nói chuyện luôn? Em có kêu bả rồi mà bả nói bả không có thời gian. Không có thời gian. Ủa anh, hồi sáng Lý nó gọi anh hả anh? Ừ, sáng nó điện anh, nó rủ anh đi uống cà phê. Ủa, em nhớ anh với nó nghỉ liên lạc lâu lắm rồi mà. Sao giờ nó biết số anh nó gọi anh vậy? Bữa anh uống cà phê, gặp nó ngồi bàn kế bên á. Rồi hồi nó thấy anh nó qua, nó ngồi uống cà phê chung với anh luôn. Rồi anh cho nó số, rồi nó cho anh số luôn. Thằng đó nó chơi bời gái gú dữ lắm. Em có cho anh chơi với nó đâu mà anh chơi với nó vậy? Cái gì vậy em? Em bắt anh bỏ thuốc lá, anh cũng bỏ. Em bắt anh nghỉ nhậu, anh cũng nghỉ nhậu luôn. Rồi giờ em bắt anh nghỉ chơi với bạn luôn hả? Không phải em không cho anh chơi với bạn, mà cái thằng đó nó không có tốt. Không tốt gì mà không tốt. Anh chơi với bạn, anh biết anh làm gì. Em để cho anh tự do chút xíu được không? Đừng ép anh kiểu đó, anh không có thích. Giờ tôi nói ông không nghe đúng không? Cái gì nghe được thì anh nghe, còn nghe không được thì anh nghe làm gì? Em sai rồi đó. Đừng có nghĩ cái gì mình cũng đúng em ơi. Em sai rồi đó. Bữa nay đừng hòng mà cãi thắng tôi. Tại sao vậy? Hả? Tôi đi nhậu có chút xíu mà làm gì điện tới điện lui cả trăm cuốc vậy? Mai mốt tôi đi nhậu là không được điện, nghe chưa? Dạ. Tôi đi chừng nào tôi về kệ tôi, nghe không? Dạ. Còn nữa, còn cái vụ tiền bạc nữa, mai mốt tiền của tôi để trong bóp thì kệ tôi, không có được lấy một đồng nào, nghe không? Em biết rồi. Tôi cho bao nhiêu xài bao nhiêu, không có đòi hỏi. Không biết trả lời hả? Dạ em biết rồi. Ngồi đó khoanh tay cho tôi, chừng nào tôi kêu thôi thì thôi nha. Tôi đi toilet vô tôi tính sổ và tiếp. Anh ơi. Trời ơi, ngủ nằm mơ thấy gì mà kêu dậy không dậy luôn trời. Dậy đi. Trời ơi trời, cái gì với em, ngủ cũng yên với em nữa là sao vậy trời? Rồi ông ngủ nằm mơ thấy gì mà ông cường mình vậy? Thấy gì đâu,
Không thấy gì hả? Ông nhìn xuống cái quần ông thử coi. Cái gì vậy trời? Ủa mà nằm mơ đá trong quần nhân nít vậy trời. Đi vô hai quần đi cha. Chạy chứ.